ngày hôm nay để chào mừng ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế về cao tuổi. Xin chân thành kính mời ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quang Hải lên để làm việc. Xin mời. Alo, xin trân trọng kính mời tất cả các đại biểu chúng ta ổn định để buổi làm việc bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể cán bộ, hội viên, người cao tuổi, đại diện cho các chi hội chúng ta về dự hôm nay. Nhân kỷ niệm lần thứ 28 ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 1991 2014, lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban thường vụ hội cao tuổi xã xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu thay mặt cho hội cao tuổi trong xã về dự buổi giao lưu nhân kỷ niệm quốc tế người cao tuổi và tháng hành động người cao tuổi Việt Nam. Chúc quý vị đại biểu, chúc toàn thể các quý vị có mặt hôm nay có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt các cuộc sống. Xin đại diện toàn thể chúng ta. Thưa toàn thể các quý vị, tại sao có ngày quốc tế người cao tuổi? Năm 1982, tại Madrid, Tây Ban Nha, hội nghị quốc tế gần 100 nước và trên 1.000 đại biểu của các nước trên thế giới về dự hội nghị bàn về vấn đề người cao tuổi trên thế giới. Người cao tuổi ở mỗi nước, mỗi quốc gia ngày càng đông. Do vậy, Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã triệu tập hội nghị để bàn chuyên đề vấn đề người cao tuổi. Ở mỗi quốc gia đều phải có quyết sách đảm bảo cho người cao tuổi sống bình đẳng, được quan trọng, có những chính sách ưu tiên trợ giúp giúp cho người cao tuổi có cuộc sống đảm bảo hơn. Vì người cao tuổi là tài sản của mỗi quốc gia, cần được tôn trọng người cao tuổi vì người cao tuổi chiếm hơn 10% dân số. Năm 1991, chính thức tại Hội nghị quốc tế do Hội đồng Liên Hợp Quốc triệu tập tại thủ đô Viên, nước Áo, hội nghị chính thức lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày quốc tế người cao tuổi. Việt Nam là nước cùng với thế giới hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 hàng năm. Từ ngày thành lập Hội cao tuổi Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chăm lo người cao tuổi, tạo cho người cao tuổi có cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Luật người cao tuổi đã quy định được sự chăm sóc về tinh thần và vật chất làm cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Năm nay, Hội người cao tuổi xã Hòa hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam do Hội cao tuổi huyện Yên Thế phát động, được sự nhất trí lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương, Hội người cao tuổi hôm nay đứng ra tổ chức hoạt động và đã đạt kết quả trong một số nội dung trong tháng hội cao tuổi. Thứ nhất là chúng ta đã thăm và tặng quà 175 chiếc quà từ cấp huyện, cấp tỉnh và cấp địa phương, giá trị hàng chục triệu đồng. Chúng ta đã phối hợp với cơ quan y tế, với cơ quan của phòng khám đa khoa Tân Phúc, trạm y tế khám cho trên 300 lượt thành viên trong xã trong cái dịp ngày quốc tế cao tuổi. Và hôm nay chúng ta mở cái cuộc sinh hoạt để quan thể để tạo cái không khí trong buổi, trong cái tháng kỷ niệm và ngày quốc tế cao tuổi, chúng ta được vui chơi vui vẻ. Chúc cho buổi giao lưu của chúng ta hôm nay thật vui vẻ, đoàn kết, học hỏi, làm cho người cao tuổi sống trong không khí tươi vui, yêu cuộc sống hơn, hòa vào không khí tưng bừng phấn khởi của địa phương vừa đón nhận về đích nông thôn mới và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Tôi xin tuyên bố khai mạc buổi giao lưu liên hoan văn nghệ hôm nay bắt đầu.
xin chân thành cảm ơn. Mời MC đăng ký lên làm việc. Xin nhiệt liệt chào đón các quý vị đã về dự buổi giao lưu Việt Nam văn nghệ ngày quốc tế cao tuổi ngày 1 tháng 10 hôm nay. Và tôi, Hải Lợi, người đồng hành cùng chương trình văn nghệ, xin được gửi tới các quý vị một lời chào trân trọng nhất. Sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Vâng, trầu xanh môi trắng tay hồng, đôi ta kết nghĩa, kết nồng, kết duyên. Có trầu mà chẳng có câu, làm sao cho đỏ, môi nhau thì là. Kính thưa toàn thể các quý vị, theo tục mến khách của người Quan Họ, chúng ta không thể bỏ qua tục mời nước, mời trầu qua lời ca tiếng hát của các liền chỉ. Xin mời các quý vị uống một chén nước, sơn một miếng trầu. Qua câu hát, mỗi khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước, pha trà em mời người sơn. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Xin mời chúng ta cùng đến với làng văn họ cổ, bài ca nhạc phẩm khách đến chơi nhà do các liền chỉ đến từ đội Quan Họ Bắc Giang thể hiện. Xin một tràng pháo tay tình cảm cho các liền chỉ. Thank you.
và hát bài ca về những người cao tuổi cống hiến trọn đời cho đất nước quê hương, tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường, xây non nước nhà là sự nghiệp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi Việt Nam, truyền thống anh hùng gìn giữ gian san, người sáng tấm gương trong gian khó can trường, quy chí diên hồng người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao ý chí càng cao, tuổi cao gương sáng càng cao, chung sức chung lòng xây non sông yêu dấu, gương sáng quên mình người cao tuổi tiên phong. Tuổi cao Việt Nam và quốc ca hào hùng người cao tuổi Việt Nam. Ta hát bài ca về những người cao tuổi cống hiến trọn đời cho đất nước quê hương, tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường, xây non nước nhà là sự nghiệp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi Việt Nam, truyền thống anh hùng gìn giữ gian san, người sáng tấm gương trong gian khó can trường, quy chí diên hồng người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao ý chí càng cao, tuổi cao gương sáng càng cao, chung sức chung lòng xây non sông yêu dấu, gương sáng quên mình người cao tuổi tiên phong. Tuổi cao ý chí càng cao, tuổi cao gương sáng càng cao, nhớ lời Bác Hồ luôn làm theo gương bao,
nghĩ như sau mỗi việc làm, trăng ơi trăng biết thế nên trăng bước nhẹ nhàng. Như đây thuyền trăng ngân, rằm xưa sông đầy hát, dưới trăng rừng Việt Bắc, Bác Luận bạn phía quân, gió hàng tre rào rạt, quanh lăng như đầy thuyền. Ôi vầng trăng xứ sở, trong thơ bác muôn đời, xin được cùng xin giữ hạnh phúc này thứ ơi. Là người con trung hiếu, được hát với đêm rồng, mời vầng trăng yêu dấu bước lên thêm vào vầng trăng yêu dấu bước lên thêm vào lòng. Ôi những giọt mồ hôi cưới em
nửa đường tròn bồng bềnh mặt nước, nửa đường tròn là mảnh đất quê hương. Với ca mà hàng bộ nhân vân giảng câu vòng sáng tác của Trần Minh do quan khánh thể hiện đội múa công an Nam Phù Hòa. Thank you.
lắng nghe câu hát ngơ. Oh,
chim nhé chim ăn, Bác Hồ còn lập khách khan đến nhà với bài thơ sáng tháng năm của nhà thơ Tố Hữu cho đơn vị đồng đều thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn với nhạc phẩm Màu Hoa Đỏ sáng tác của Thuận Yến do Xuân Hương thể hiện. Ngàn sông đào xa
trốn đi quê mình. Oh.
lời. Trong từng câu hát nhí từ đáy lòng tôi, tiếng hát vút lên những lời ca thiết nhi. Trong nước non đang thay đổi như bức gấm theo hoa, nghe bồi hồi, nghe bồi hồi sao xuyên trái tim mình ta. Cùng dựng xây cho đẹp.
xin được cảm ơn anh Văn Nhân đã đến đây để ghi hình và cái buổi vui ngày hôm nay lên sân đưa lên chúng ta người cao tuổi hôm nay những ba tiết mục văn nghệ được lên trang của xã hội, mạng xã hội. Vậy chúng ta sẽ đón xem và chúng tôi xin được có ý kiến thế này: hôm nay là một buổi vui của người cao tuổi và đã hết vòng một, còn đến vòng hai. Xin mời tất cả các cụ, các anh, các chị, các diễn viên sẽ ở lại để cổ vũ cho đến người hát sau cuối cùng và để cho trọn vẹn một buổi ngày hôm nay. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin có lời trân trọng như vậy. Xin trân trọng cảm ơn.